Hello, chào mọi người, lại là mình đây nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ nha. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục là review cái game mod Ragnarok X nha mọi người. Ok, giờ mình sẽ tiếp tục mình làm nhiệm vụ chính tiếp cho mọi người tiếp ha. Game này thì mọi người có thể tải về chơi thử trên Google Play đã có rồi nha mọi người. Cắt một tia. Ok, tập đến thuận lợi tìm thấy mọi người đến gần đến tàu. Ok, khu tinh gì nữa chứ này. Đây nè, cái bạn này nè. Tập đến thuận lợi, Kiki có gì đó không hiểu thì có thể đến tìm Kiki, ok. Game này hiện tại là gì? Game này hiện tại đã ra trên Google Play nha mọi người, khá là dễ thương nha mọi người. Game khá là đông người chơi nha mọi người, thể tải về chơi thử nha mọi người. Dễ thương lắm mọi người ơi. Đến công viên ven biển, ok. Mình dễ thương lắm mọi người, mời mọi người tải về chơi thử nha. Đó. Mọi người đang xem video của mình, mọi người nhớ subscribe kênh mình nha mọi người. Okay. Cái hòn đảo đẹp quá à. Nè. Nó hơi rất chút xíu. Wow. Học viện Seatura nè. Ok. Vô học viện hả mọi người. Mọi người ơi, game khá là dễ thương nha. Kiểu game TV á mọi người. Thì mọi người thích mọi người đẩy về cho thử nha. Học viện Seatura nè. Mình trò chuyện với Kiki. Bạn thấy không, hiện tại là gì? Hiện tại trong game khá là nhiều người chơi đó mọi người. Đó. Để xem ai đứng trước mặt ta đây, nhà thám hiểm. Tân thủ tự dư xin là nhà thám hiểm mà. Hỏi ba câu hỏi, ok. Bạn sẽ không hối hận việc lựa chọn lúc này. Đúng rồi. Bạn thầy viên cao vũ khí bảo vệ nhân dân cũng này, ok luôn. Dù gặp bao khó khăn bạn vẫn can đảm tiến về phía trước, ok. Thì sao nữa? Ta nhìn thấy trong mắt con khả năng vô hạn. Nhà thám hiểm chân chính có thể không phải là người mạnh nhất nhưng có trái tim mạnh mẽ, kiên định, ok. Game này dễ thương lắm nha mọi người. Đó, thường thường nó sẽ có trong game, nó sẽ có một cái kiểu giống như hoạt hình, video hoạt hình đó. Thì mọi người có thể cái này giống như chọn cái hướng đi của mình đó. Xem cái tiến cấp kiếm sĩ. Bây giờ mình sẽ lựa chọn ha. Dễ thương quá ha. Sạch thủ dễ thương nè. Ủa mình nhớ có cái phái có mấy con, có mấy bé hay gì, có mấy gì, có boss, có mấy cái em đánh mặt đây, cái bình thú á. Đây có không ta? Đây có không ta? Bây giờ mình có thể xem trước tiến cấp ha. Cuồng kích nè. Kiếm sĩ. Kỵ sĩ. Thủ lĩnh kỵ sĩ. Định vị. Cuồng kích nè. Bá thải nè. Ok, kiếm sĩ. Vào thiết điện chiến đấu thử coi nha.
Nè, chiêu nè. Có boss á, giám mục, mục sư, bảo mẫu nguyên tố, đuổi tà tạo lực, đánh cận chiến có thể hoạt kháng và hồi phục. Ủa có cái gì anh chống dụ mà linh thú đóng tiêu rồi ta. Mình kiếm cái lớp mình, cái lớp mà điều khiển linh thú á, này không ta, dưới này nè, mục sư nè, hình như mục sư nè. Ok, tu sĩ chắc lớp này nè mọi người. Ok, chọn tu sĩ nha. Ok, ngày trò chuyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, làm nhiệm vụ nghề cái này mình mẽ hơn. Ok, tặng làm nhiệm vụ á, nhiệm vụ là nhiệm vụ nghề mình ha. Game này hiện tại đông người chơi lắm, có phải ít người chơi nè. Không, game này khá là nhiều người chơi nha mọi người. Mọi người hãy tải game này về chơi thử nha, vui lắm mọi người. Trời ơi, sao đông dữ vậy? Đó, thì thường nó sẽ, game này nó sẽ có, nó sẽ thường có cái gì mà nhỏ. Ok, đánh nhau nè. The job advancement ceremony has officially begun. What? Nửa thần Valkyrie, cảnh ngày giữa tuổi đang đánh nhạc ta. He not only possesses extraordinary talent, but also a virtuous heart. Please, give him your blessing. Ok, quá đẹp rồi, vì anh đẹp lắm rồi. Có thể con được biết chút quả như cũng đầy gian nan. Ok, nước mắt của chú trời thầy một và hôi vinh quang cùng hy hòa. Mình vui anh ra có thể
cái chữ quả thần này là thất nhân thất đó. Cái này ta tuyên bố con đã đạt một cô chữ chính thức. Wow, đặng ghê ghê nha, thấy đông không mọi người không? Dùng, ok. Chứng nhận nhà tư sĩ giới tính, ok. Rồi. Ok. Bây giờ mới dạy các bạn cuối cùng, con vẫn để cái tiêu chí trước sau tăng nó kỹ sau đó hai lượng đầu của con. Ok, để cái tim suy nghĩ, để tim trò chuyện với Mina. Đông ghê á, game gì mà đông giả ngang quá mọi người. Thì hiện này nó tăng điểm lên nè. Ta nhìn thấy trong con có thể có gì hơi thở thần thánh. Mạnh vỡ trái tim Yumi. Nếu đã nói đến đây, con phải ghi nhớ những lời trước đây. Trái tim Yumi là hiện thân trái tim của Yumi khổng lồ, tổ tiên tạo ra thế giới, có sức mạnh vô hạn, có thể hưởng đến toàn bộ thế giới. Mọi mình vỡ của nó đều có giá trị lịch sử. Bất cứ ai có chứng được tạo nên những truyền thuyết có thể. Ok. Okay. Giải thư viện sẽ giúp. Ok. Kỹ năng chị thương. Tìm sách để đọc ha, ok. Trời ơi, em đẹp dữ dằn. Lịch sử đại lục Midgard vào thời gian đất chuyển cổ. Sau khi tổ tiên người cũng gọi như địa thần Odin sắp hại cơ thể của anh cơ thể của anh thần thần thế giới. Chúng ta đang sinh sống sinh ra khoảng không kém thời gian là Winnie Gaiat và chia làm 3 tầng. Các vị thần Odin cây trị sống ở tầng cao nhất gọi là Asgard. À, giống như trong phim Marvel mọi người. Odin sống trong cung điện vàng điện Yên Linh. Các sinh linh đứng đầu là con của người sinh sống ở tầng giữa gọi là Midgard, nơi đại bản bởi đại vương làm đến kết nối với các vương quốc các vị thần trong ba cầu vòng. Những con quái vật mạnh mẽ. Tiên biến đổi thành đạo đạo tiên. Ok. Sao nữa? Nè, nó chuyện kì kì. Kỹ năng này đi. Nè, cái gì? Sổ tay thư viện. Nhận. Game đẹp ghê á. Game thường có cốt truyện mà mình khoái nó mà nó lại dễ thương nữa. Chibi mà kiểu hình ảnh chibi với mọi người. Trời ơi nó đẹp kìa. Ngoài này nó đông người lắm rồi mọi người. Cái mắt gì mà nó đông người dữ lắm rồi nè. Mọi người thấy không? Đó, ra nói chuyện. Hi. Finally,
Tôi sẽ trở thành một nhà tiến sĩ rồi nè. Xem cậu ấy không thay đổi không ít. Các con đã hoàn thành chương trình tập huấn của học viện. Đây là một khởi đầu tốt. But if you wish to be acknowledged by the academy, you still have a long road ahead. Thì vẫn còn phải cách khá xa, rất xa. Nếu có muốn được tiêu chuẩn quân vinh khách Seattle đến lục địa như thế không, thì tôi thường được tiêu chuẩn là ở đây. Sáu nhà thám hiểm xây dựng nhân quyền đã từng nói rằng người có thể mọi lần được hợp cái tiêu chuẩn như chính là nhà thám hiểm xây dựng nhân quyền. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ Such a hero sit here today. I look forward to finding out. Adventure, battle, and explore. Go forth and become the greatest adventurer. Make all of Midgard know your name. Okay, rồi sao nữa? Cảm động vui gì đây? Sẵn sàng các chuyên nhà thám hiểm cho tổ. Ok, đi điểm chế đã tạm thời đã làm sau đây giúp chúng ta đi nhanh, hãy để lại dấu chân của con chim mọi người. Đấy mới xứng đáng là nhà thám hiểm của Seattle. Ok, rồi bây giờ là làm cái thám hiểm thiệt này. Là dễ thương nha. Quân phòng vệ nó đang khi mọi người diễn ra học tập đại học. Ok, hiện tại mình đang level 11 đó mọi người. Mình đang là tu sĩ, phái tu sĩ nha. Nè, bạn thấy em trong game đó nè. Từ đây. Bạn thấy em xung quanh nè. Đó, game khá là đông người chơi chứ không phải giỡn đâu mọi người. Đó, thấy không? Canh giữ bản ủy thác vậy đây. Xảy ra chuyện gì còn những cái bản đã bị hỏng rồi thôi. Tôi đang buồn tiếp tục đây. Đảo Izumu chỉ có một bản ủy thác thôi, giờ không nhận ủy thác người khác nên nhận thật là đau đầu. Tôi sẽ giúp đi giúp cậu chỉ hành sửa chữa là một viên giả hay sao. Tôi nghĩ bản ủy thác này đảo Izumu là do lão cây phải gà làm ra. Có thể mấy sửa được. Ok, để đi dùng nha. Đi sửa đến lão Clay. Bạn là ủy thác, nhờ sửa lại cái bạn ủy thác đó mọi người. Túi đồ nón gió này, càng tự động à, giống như máu á mọi người. Rồi là cái này kỹ năng này đi. Rồi này là điểm cộng nữa, điểm cộng may mắn đi. Ok, nhiều dễ thương lắm ha. Game này Galarok ít nha mọi người, mọi người có thể tải về chơi thử nha. Tụi con heo dễ thương mọi người ơi. Con heo dễ thương kìa. Dễ thương không? Các bạn có thể tải về chơi thử như thế nào ha. Tại mình nè, lại đánh trình quần nè. Kỹ năng à,
tính năng này mọi người hãy tạo, mọi người thật kỹ kỹ nè, bỏ vô đây, mày bỏ vô đây, mày bỏ vô đây, bỏ vô đây, mày bỏ vô đây. Bỏ đây chắc chịu quá mọi người, cũng không rõ lắm. Bớt máu hồi máu thì cho mình không rõ lắm. Các bạn nếu bạn chơi lâu quá, các bạn sẽ biết ha. Ok, giờ mình sẽ về trả nhiệm vụ nha mọi người. Các bạn coi nhìn nè, một hình nè, ố game nè, như một hình đó mọi người, đẹp quá à. Các bạn nhớ chơi cái này, các bạn làm nhiệm vụ ha, nhiệm vụ chính thôi là được rồi, để tìm hiểu thế giới xung quanh thôi, chứ đánh nhau đâu, chứ đánh nhau đâu có vui đâu, dễ thương ha. Nè trời ơi, game gì mà dễ thương quá trời, phút rưỡi cũng dễ thương nữa. Cường hóa. Ok, cái này nè. Rồi thôi nói, chỉ dẫn sức mạnh cường hóa đến chỗ vỏ châu chấu, lấy vỏ châu chấu. Ok, nhiệm vụ chính tiến nhiều đó mọi người, các bạn làm chắc làm cả ngày cũng không hết đâu. Sáu ta học viện nè, và những nhiệm vụ này kia, cổng tây Rontera, cổng nam Rontera, cổng tây Rontera nè. Cái này mấy con dễ thương ghê á. Là có thế giới hay sao không biết nữa. Con kiếm tiếng kia là có thế giới hay sao á. Giả bộ mình lại đánh thôi, thôi rồi đánh chấm đánh chết thì chết á. Nhìn cái thương ghê á. Ok, rồi mình xong nhiệm vụ, mình trả nhiệm vụ cho mọi người nha. Này có phút cửi nè, trời ô nó sẽ đàm đấy nè. Cái này nó, này nó, dễ thương quá vậy. Thưởng sẽ gì, thưởng thẻ vương vệ quốc ha. Vương ghê á, đã ghê. Cái xe đạp này kia nè.
Ok, mình trả nhiệm vụ này xong rồi mình sẽ lên video lại lại nha mọi người. Ai thích game này mọi người tải về chơi thử nha. Ok. Rồi xong rồi đó, mình còn một thể còn rất là nhiều nhiệm vụ nữa, nhưng mà bây giờ hiện tại mình sẽ ngưng lại ha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này, mình sẽ tiếp tục những video tiếp theo về game này cho mọi người xem ha. Chỉ thương ghê, trời ơi, game này mới hiện đang có trên Google Play á, thì mọi người hãy tải về chơi thử coi sao. Khá là đông người chơi, có một số người nước ngoài chơi nữa. Ok, chào tạm biệt, bye bye.